Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 ha mọi người. Thì những ai mà mới xem kênh mà lần đầu tiên á, không biết cái cửa hàng này nằm đâu á, thì các bạn lên trên bản đồ của Google á, các bạn nhấn là Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 thì nó sẽ hiển thị ra được cái địa chỉ cửa hàng cũng như là hướng dẫn cho mọi người cái đường đi luôn ha. Thì nói chung là quay Alpha nè các bạn. Hôm nay quay chiếc quay Alpha cho các bạn ha. Bữa giờ là có nhiều người hỏi mình chiếc này lắm mà bên cửa hàng mình là hết màu, hết mẫu mã luôn. Nó rất là hot, rất là đẹp. Thì hôm nay bên mình cửa hàng mình nó ra về chiếc màu trắng nè, về chiếc màu xanh nữa, màu xanh xanh dương á, xanh dương đậm á, khá là đẹp luôn. Mà chiếc màu xanh bên kia đang có cái trong kho để đang lên những cái đồ chơi cho các bạn ha. Các bạn nào muốn xe rin vẫn có xe rin luôn. Đó. Đây, bên đây là chiếc 2019 nè, 2020 ha. Đó. 2020 cũng được, 2021 cũng được, tùy các bạn gọi thôi. Đó. Đây. Xe màu trắng mà các bạn thấy nó lên cái tem màu vàng đồng đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Màu đen mà lên vàng đồng cũng đẹp, màu trắng lên vàng đồng cũng đẹp. Cái màu xanh xanh dương kia nó lên vàng đồng cũng khá là đẹp luôn. Đó. Thì nó lên cái tem màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Đây, mình quay còn cho mọi người xem ha, rồi mình báo giá luôn. Này. Xe rất là đẹp các bạn ơi. Đó. So sánh các bạn nhìn hai cái tem hai bên nè. 2019 và 2020 các bạn thấy nó sao? Nó đẹp hơn không? Chắc ăn là đẹp hơn rồi. Đó. Thì xe này đã lên được một số cái đồ chơi rồi. Các bạn thấy màu trắng mà lên với là cái mâm vàng đồng, cái tem vàng đồng nè. Thì cửa hàng cũng lên luôn với cái mâm vàng đồng này, các bạn thấy đẹp không? Cái mâm này có giá là 2 triệu ha. Còn cái phụ này có giá là 800 ngàn. Đó. Cực kỳ hợp luôn ha. Lên cái mâm này cực kỳ hợp luôn. Giá xe quên báo giá xe các bạn. Thì giá xe hiện tại là 19 triệu rưỡi ha. 19 triệu rưỡi nha các bạn. 19 triệu rưỡi là cho phiên bản mà 2019. Phiên bản này 20 triệu, mắc hơn 500 ngàn, 20 triệu. Đó. Rồi, mình quay xuống cho mọi người xem đây. Quay cái mâm cho mọi người xem ha. Vàng đồng. Rất là đẹp luôn. Đó. Thấy chưa? Thấy màu vàng đồng đẹp không? Nó y như cái màu vàng đồng của cái tem xe luôn. Đó. Đây, phía sau nè. Phụt nè. Các bạn không thích cái phục màu vàng này thì các bạn có thể lấy cái phục khác ha. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Để mình quay cái mặt đồng hồ cho mọi người xem nè. Đây là mặt đồng hồ của 2020 ha. Còn đây là mặt đồng hồ của 2019. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ha. Sự khác biệt rõ rệt. Là cái nào đẹp hơn các bạn bình luận phía bên dưới cho mình biết ha. Phiên bản 2019 và phiên bản 2020 các bạn thấy cái nào đẹp hơn. Thì cái thằng 2020 á, nó sẽ không có công tắc đèn ha mọi người. 2019 thì nó có công tắc đèn. Đây, loại bỏ công tắc đèn rồi. Đó. Có nhiều bạn cũng đang rất là khó chịu và bực bội về cái vấn đề này. Nhưng mà các bạn phải nói là nên làm quen với vấn đề này. Thì sau này xe Honda, dòng xe Honda sẽ không có chiếc xe nào mà có công tắc đèn hết. Nó theo tiêu chuẩn của châu Âu luôn ha mọi người. Theo tiêu chuẩn của châu Âu luôn là sẽ không có công tắc đèn. Đó. Rồi, thêm một vấn đề nữa là cửa hàng Honda với Bình Dương đã lên một cái bộ chống trộm như thế này. Đó, chống trộm này chắc các bạn nhiều xài rất là nhiều phải không? Bộ này thì 900 ngàn ha. Là mình mở khóa xe không, mình ịnh vô cái chỗ khóa, có chỗ để gắn chip á, ịnh vô thế này nó sẽ kêu tiếp là mở khóa. Còn những ai mình khi mà đụng lên xe của mình á thì nó sẽ kêu tiếp. Tại vì gần Tết tới nơi rồi, các bạn nên gắn chống trộm. Không phải gần Tết nữa mà tất cả mọi lúc mọi nơi có thể xe mình có thể là trong cái tầm ngắm của thằng ăn trộm. Đó, mỗi lần mình khuất tầm nhìn cái là mình sẽ gọi là trong tầm ngắm của ăn trộm rồi. Nên là các bạn nên gắn một cái bộ chống trộm để mình giữ xe mình ha. Đó, nên gắn một bộ chống trộm. Đấy. Các bạn nào mà mua chiếc màu trắng này mình khuyên các bạn nên lên cái mâm này. Mấy bạn nào còn trẻ lên cái mâm màu vàng đồng như thế này đi, rất là đẹp nha. Đó, mình nhìn tổng thể chiếc xe đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn. Đây. Đó. Rất là tuyệt màu. Thì khi mà các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương á, các bạn sẽ được tặng bộ quà tặng 1,2 triệu đồng. Thêm vào đó là một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng 3 tháng trúng một lần. Thì với nhiều phần quà rất là hấp dẫn như là quạt hơi nước nè, TV nè, TV là giải đặc biệt á, là giải nhất á là 50 inch ha, còn giải đặc biệt của nó là một chiếc quay Alpha này nữa. Một chiếc quay Alpha. Thì biết đâu được các bạn một trong những người mà trúng thêm chiếc quay Alpha đó, nên là các bạn hãy thử vận may của mình tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương đi. Đó. Thử mua đi, biết đâu mua một chiếc này được tặng thêm chiếc nữa.
đó, về bán lấy lời vẫn có tiền xài ha. Khi mà mua trả góp á, chiếc xe này ví dụ 20 triệu phải không bạn, thì các bạn trả trước cho mình khoảng 5-7 triệu thì các bạn có thể lấy xe về được. 5-7 triệu là lấy xe về được. Còn nếu mà các bạn trả trước 10 triệu, 50% tổng giá trị chiếc xe thì các bạn sẽ nhận được cà về gốc mang về ha, nhận được cà về gốc mang về luôn. Còn vấn đề trả góp ha, thì các bạn nhấn dưới video nè, sẽ có cái số điện thoại của bạn Trâm Ngân Hàng Sắt. Các bạn nhấn tên Zalo hay là gọi điện thoại trực tiếp cũng được, gọi điện thoại trực tiếp trả nhanh ha. Các bạn nói ừ tôi có bao nhiêu đó tiền, muốn trả góp trong vòng bao nhiêu tháng, đó, trả trước bao nhiêu đó, thì bạn Trâm sẽ tính cho các bạn mức lãi suất rất là ưu đãi. Nhưng mà các bạn phải đọc bát mật khẩu là xem kênh của Cua Vlog 61 thì bạn Trâm sẽ tính cho các bạn một cái gói rất là ưu đãi ha, lãi suất rất là thấp luôn đó. Riêng chỉ riêng đặc biệt là xem kênh Cua Vlog 61 thì mới được ưu đãi đó thôi nha các bạn. Còn nếu các bạn mà không nói á, thì các bạn sẽ tính được cái mức lãi suất khác nha, không được mức lãi suất ưu đãi đâu đó. Rồi đây mình sẽ quay tổng thể. Một điều nữa là khi mà các bạn mua xe á, mặc định là sẽ không có cái ba ga ha, những cái xe zin mình mua về sẽ không có ba ga đó. Các bạn thấy mình ba ga này mình phải mua thêm đây, ba ga rất là đẹp luôn các bạn. Ba ga này nãy mình quên hỏi là giá bao nhiêu rồi đó, có hai móc keo đồ ở đây rất là chắc chắn. Ở đây còn có một cái dở ra đỡ vô thế này để mình kẹp áo mưa hay là kẹp gì đó hả. Rồi còn một số vấn đề nữa mà các bạn thắc mắc khá là nhiều luôn. Các bạn nói là chỉ thay đổi màu sắc tem xe thôi mà tại không thay đổi động cơ gì hết, mà tại sao thằng 2019 này chỉ có 1,6 lít trên 100 km, còn cái thằng này thì là 1,9 lít trên 100 km, nó lại tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Thì mình giải đáp cho các bạn ha, có thể cái phần tem này người ta đã tính toán một cách là sai sót, và khi ra được cái phiên bản này thì bắt đầu là người ta sẽ tính toán kỹ lại chính xác lại ha. Thì cái thời điểm mà các bạn có thể biết á, là cái thời điểm mà những cái xe mà dòng xe mà sản xuất trong năm 2020 á, giữa năm 2020 á, thì những cái tem này là bắt buộc phải có tem năng lượng đó. Thì người ta sẽ tính toán kỹ lại chính xác hơn đó, chứ không phải là tại vì động cơ nó được cải tiến lại nên là nó sẽ hao xăng hơn đó. Nhưng mà cái tem này cũng một phần thôi các bạn, chủ yếu là do các bạn chạy. Các bạn nào mà có thể mà cho mình một cái bình luận là các bạn đang sử dụng dòng xe Quay Alpha 2020 màu trắng này ha, thì các bạn có thể cho mình xin cái bình luận là các bạn đã đi tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu km trên một lít ha. Thì các bạn cho mình xin cái bình luận đó để mình cho các bạn khác tham khảo luôn, các bạn tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu ha. Rồi thì mình đã đem đến cho các bạn cái giá bán 19 triệu rưỡi cho phiên bản 2019 và 20 triệu cho phiên bản 2020 đó. Còn cặp mâm thì là 2 triệu, phuộc là 800, chống trộm là 900. Nếu mà bạn nào đã mua xe rồi nhưng mà chưa lắp chống trộm thì mình hãy tại cửa hàng Honda Giá Bình Dương mình lắp cái bộ chống trộm ha, giữ an toàn tài sản cho mình nha các bạn. Chống trộm chỉ có 900 ngàn thôi, mà các bạn để mất không lắp, để mất chiếc xe mất 20 triệu lần rất là phí ha. Đừng nên tiếc 900 ngàn mà mất 20 triệu nha các bạn đó, các bạn lưu ý vấn đề đó. Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn muốn biết giá ra biển bao nhiêu á, thì các bạn cái bình luận cho mình biết chính xác về cái huyện, tỉnh, thị xã, huyện nằm trong tỉnh nào đó, thì mình sẽ báo giá ra biển cho các bạn, tính giá ra biển cho các bạn ha. Trả góp thì mình cũng đã tư vấn cho các bạn rồi. Các thắc mắc gì thì cứ liên hệ bạn Trâm về vấn đề trả góp ha, tại vì bên tài chính của bạn Trâm thì sẽ tính chính xác hơn là mình tính. Với lại bên bạn Trâm Ngân Hàng Sắt á, có cho vay tiêu dùng nữa, bạn nào cần thì cứ liên hệ bạn Trâm luôn nha các bạn. Đây thì cảm ơn các bạn đã xem kênh của Cua Vlog 61 nha. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.